Du lịch Vũng Tàu sau dịch, ăn gì cho đã? Du lịch Vũng Tàu, ngoài những đặc sản là hải sản tươi sống, thì còn có rất nhiều những món đặc sản thơm ngon khác mà ai nghĩ đến đều thèm thuồng. Du lịch Vũng Tàu đã dần được hồi phục lại, cho nên đây cũng chính là thời điểm các bạn đi du lịch Vũng Tàu để thả cơn thèm đặc sản Vũng Tàu của mình. Các bạn đã biết đi du lịch Vũng Tàu ăn gì chưa? Blog du lịch sẽ gợi ý đến các bạn những món ăn ngon ở Vũng Tàu sau dịch nhé! Đầu tiên phải ăn bánh khọt Vũng Tàu. Bánh khọt Vũng Tàu không hề giống với bất kỳ món bánh khọt nào ở Việt Nam. Mặc dù bánh khọt Vũng Tàu có hình thức rất đơn giản, một lớp vỏ bột dần rụm, bao bọc nhân tôm bên trong, thêm ít mỡ hành bên trên. Ăn bánh khọt Vũng Tàu ngon nhất là ăn với rau sống, thêm ít đồ chua, chấm với nước mắm chua ngọt. Bánh khọt Vũng Tàu bán theo đĩa, một đĩa khoảng 10 cái, có giá dao động từ 30.000 đồng trở lên, tùy theo loại nhân. Chính vì thế, sau dịch đi du lịch Vũng Tàu thì nhớ gọi mấy đĩa bánh khọt Vũng Tàu ăn cho đã thèm nha. Địa chỉ ăn bánh khọt Vũng Tàu ngon: bánh khọt Bà Hai, 42 Trần Đồng; bánh khọt Cô Hai Cây Sung, 17 Hoàng Hòa Thám; bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu, số 1 Hoàng Hòa Thám; bánh khọt Úc Lan, 67 Bà Triệu; bánh khọt Miền Đông, 59 Bà Triệu. Lẩu cá đuối Vũng Tàu. Đi du lịch Vũng Tàu sau dịch, được xì xụp nồi lẩu cá đuối nóng hổi, đủ vị chua cay thì hết chỗ chê. Món lẩu cá đuối Vũng Tàu có vị ngọt thanh của nước dùng, chua chua của măng, cay cay của ớt và thịt cá đuối thì dai thơm mà không hề bị hôi. Lẩu cá thì rất phổ biến, nhưng đặc sản Vũng Tàu chính là lẩu cá đuối. Một phần lẩu cho hai người ăn chỉ dao động khoảng 170.000 đồng cho một nồi trở lên thôi. Một mức giá chấp nhận được cho một món đặc sản ngon tuyệt ở Vũng Tàu đúng không? Địa chỉ ăn lẩu cá đuối Vũng Tàu ngon: lẩu cá đuối Bảy Lượm, 37 Nguyễn Trường Tộ; lẩu cá đuối Trận, 26 Nguyễn Trường Tộ; lẩu cá đuối Hoàng Minh, 44 Trương Công Định; lẩu cá đuối Vũng Tàu, 40 Trương Công Định; lẩu cá đuối Úc 10, số 1 Hoàng Hòa Thám, số 10 Trương Công Định, 16A Trương Công Định. Trứng lòng đào quán Cô Tiên. Lịch sử hoạt động của quán Cô Tiên rất hoành tráng. Quán Cô Tiên Vũng Tàu ban đầu chỉ là một quán nhỏ ven đồi, nhưng sau thâm niên hoạt động gần 10 năm đã đông đến mức khách phải tự phục vụ. Món trứng luộc lòng đào quán Cô Tiên này đã xuất hiện rất nhiều trong những bài review ẩm thực Vũng Tàu và luôn là top những món phải thử khi đến Vũng Tàu. Nhất định nếu đi Vũng Tàu sau dịch phải đến quán Cô Tiên để nhâm nhi món trứng lòng đào béo ngậy và dao ua siêu béo nha. Địa chỉ quán Cô Tiên Vũng Tàu: 36 đường Hải Đăng, đường lên ngọn Hải Đăng. Bánh canh ghẹ Vũng Tàu. Bánh canh ghẹ không phải là món ăn xa lạ với nhiều người, nhưng nó lại là đặc sản ẩm thực Vũng Tàu đấy. Đi du lịch Vũng Tàu sau dịch thì nhớ tìm lại hương vị bánh canh ghẹ Vũng Tàu quen thuộc nha. Sợi bánh canh to, tròn, có độ dai vừa phải, dai mềm, không quá nát. Nước lèo thì sền sệt, trong veo, thịt ghẹ thì dai chắc, kèm với các loại rau thơm, hạt tiêu, muốn chê cũng chê không được. Các bạn có nhớ địa chỉ ăn bánh canh ghẹ ngon ở Vũng Tàu không? Bánh canh ghẹ Bà Ba, 37/2/3 đường Tú Xương. Bánh canh ghẹ Anh Vi, 109 Võ Thị Sáu. Bánh canh ghẹ Hoàng Long, 98B Xô Viết Nghệ Tỉnh. Bánh mì chảo xíu mại. Ăn sáng ở Vũng Tàu món bánh mì chảo là ngon hết số luôn. Buổi sáng ăn bánh mì xíu mại nóng hổi, thêm cái trứng ốp la lòng đào béo ngậy nữa thì ngon tới trưa. Xé miếng bánh mì, chấm vào nước xíu mại, vết thêm miếng trứng, sắn thêm một miếng xíu mại, chấm xíu tương là ngon tuyệt. Bánh mì xíu mại Vũng Tàu ăn ngon nhất là vào buổi sáng. Chính vì thế, ngay trong chuyến du lịch Vũng Tàu sau dịch, hãy đến và thưởng thức hương vị quen thuộc của món đặc sản Vũng Tàu này nha. Địa chỉ ăn bánh mì xíu mại ngon ở Vũng Tàu: bánh mì xíu mại Hàng Quyên, 37 Cô Bắc; bánh mì xíu mại 564 Trần Phú; bánh mì chảo xíu mại 16 Phan Đăng Lương; bánh mì xíu mại Nhật Ký, 33 Trưng Nhị. Rau má đậu xanh bà già. Ai đi du lịch Vũng Tàu cũng phải ghé qua mua một ly rau má đậu xanh bà già để nhâm nhi. Mấy tháng vừa qua chắc là nhiều người nhớ lắm, cho nên ngay trong chuyến du lịch Vũng Tàu sau dịch sắp đến, các bạn hãy nhớ xếp hàng mua ly rau má đậu xanh bà già mát rượi nha. Quán rau má bà già đã có 33 năm và có rất nhiều thế hệ từng thưởng thức món đặc sản Vũng Tàu này rồi. Địa chỉ quán rau má đậu xanh bà già: số 3, số 5 đường Đồ Chiểu, Vũng Tàu. Ăn hải sản tươi sống ở Vũng Tàu. Vũng Tàu là thành phố biển, là nơi có nguồn hải sản tươi sống tuyệt ngon, cho nên khi đi du lịch Vũng Tàu sau dịch mà không ăn hải sản tươi sống thì thiếu sót lắm nha.
hải sản tươi sống thì bản thân nó đã rất ngọt và ngon rồi, cho nên các bạn chỉ nên chế biến đơn giản nhất như là hấp luộc. Còn nếu muốn chế biến cầu kỳ hơn thì những món như là nướng xào cũng rất phù hợp. Vũng Tàu là nơi bán rất nhiều hải sản, nhưng nếu các bạn không biết chỗ mua hải sản không chặt chém thì sẽ làm cho chuyến du lịch Vũng Tàu của các bạn sau dịch bớt vui đi nhiều đấy. Nơi ăn hải sản không chặt chém ở Vũng Tàu: quán hải sản Thành Phát, 334 Trần Phú; quán nướng Cô Nên, số 6 Trần Phú; ốc Tự Nhiên, 32 Lê Quý Đôn; ốc Tự Nhiên 2, 34 Trần Phú. Bánh tiêu đậu xanh Đồ Chiểu. Bánh tiêu đậu xanh Đồ Chiểu được mệnh danh là hàng bánh tiêu test nhân phẩm khách du lịch đấy. Nói vui là như thế nhưng mà đúng thật. Muốn mua được bánh tiêu đậu xanh Đồ Chiểu không phải đơn giản đâu, vì cứ vừa mở hàng ra là hết hàng, cho nên rất khó để mua được chiếc bánh tiêu đậu xanh đặc sản Vũng Tàu. Sau dịch đi Vũng Tàu, hãy thử test nhân phẩm của mình bằng cách mua ngay chiếc bánh tiêu đậu xanh đặc sản ngon nhất Vũng Tàu này nha. Các bạn hãy đến địa chỉ 43 đường Đồ Chiểu để mua bánh tiêu đậu xanh ngon nhất Vũng Tàu nhé. Bánh bông lan trứng muối. Bánh bông lan trứng muối không còn xa lạ gì với người Việt Nam nữa, nhưng nếu các bạn đã ăn bánh bông lan trứng muối ở Vũng Tàu thì các bạn sẽ thấy rất khác. Mặc dù cũng là từng đó nguyên liệu, nhưng khi được ăn cái bánh bông lan trứng muối ở thành phố biển Vũng Tàu thì cảm giác nó khác lắm. Nếu đi Vũng Tàu sau dịch thì các bạn nhớ mua bánh bông lan trứng muối về làm quà nha. Một phần bánh bông lan trứng muối chỉ khoảng 30.000 đồng một hộp thôi. Những loại bánh bông lan trứng muối Vũng Tàu ngon: bánh bông lan trứng muối gốc Cột Điện, 17B Nguyễn Trường Tộ; loại bánh bông lan trứng muối A Tỷ, số 6 Đồ Chiểu; bánh bông lan trứng muối Thọ, 14B Nguyễn Trường Tộ; bông lan trứng muối Ngọc Hiệp, số 11 Đồ Chiểu; bánh bông lan Anh Tuấn, số 11 Nguyễn Kim. Và cuối cùng là các loại khô một nắng ở Vũng Tàu. Đi du lịch Vũng Tàu sau dịch mua gì về làm quà, còn gì phù hợp hơn những món cá khô đúng không? Những món khô nổi tiếng ở Vũng Tàu phải kể đến như là khô mực, tôm khô, khô một nắng vân vân. Những món khô tại Vũng Tàu không cần chế biến cầu kỳ, chỉ cần chiên lên và ăn với cơm nguội thôi thì cũng thấy rất ngon rồi. Nếu thích thì các bạn có thể xé nhỏ ra rồi làm gỏi với xoài sống, làm mồi nhậu là ngon hết sảy luôn. Muốn mua đặc sản khô ở Vũng Tàu, các bạn có thể đến các chợ hải sản hoặc là chợ đồ khô Vũng Tàu để tìm mua nha. Các bạn hãy nhớ tham khảo giá và chất lượng nhiều hàng rồi hẳn quyết định mua hàng nào. Với top 10 món ăn ngon ở Vũng Tàu nên ăn sau dịch này, blog du lịch cảm thấy chưa đủ để có thể liệt kê được hết những món ngon ở Vũng Tàu đâu. Các bạn hãy bổ sung bên dưới những món ăn ngon ở Vũng Tàu mà các bạn thích nhất nha. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.